cho mọi người về cái việc cho ăn hạt đây thì vẫn rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là ăn hạt thì cho ăn khô hay là cho ăn ướt, có cần nhất thiết phải ngâm hay không, thì mình đã từng nói rồi nhưng mọi người không để ý là ăn hạt thì chúng ta có thể cho ăn khô luôn như thế này được, hoặc chúng ta có thể ngâm ra tùy theo cái mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp. Siro đây. Khi mà ngâm ra ấy là mình đã nói rồi, khi ngâm ra là nó có cái lợi cái là con chó nó ăn nó không, nó có ăn vội ấy, nó cũng không bị cọ vào họng, nó không bị rát họng và nó không bị rơi vãi, và nó sẽ tiện để mà chúng ta đảo cái bột chibi này, cũng như là một số bạn muốn cho con chó ăn kèm thêm với cơm nữa thì chúng ta cũng sẽ rất là tiện để đảo, bởi vì nó sẽ mềm ra, còn cái hạt này thì nó sẽ cứng này. Mọi người thấy không, cái hạt khô ấy thì nó sẽ rất là cứng và nó giòn. Còn với nhiều bạn ấy thì là các bạn sẽ muốn cho con chó ăn khô để nhanh, chúng ta không phải chờ, thì chúng ta hoàn toàn có thể cho con chó ăn khô luôn được. Messi ơi, Messi thôi, đây thì đây là nước này là nước uống của chúng nó nhé, nước lã thôi. Messi no. Đó, chỉ một tí nước vậy thôi là đủ rồi. Đây, để làm gì, để cho nó không bị khô quá vậy thôi. Tức là nếu mà các bạn mà muốn cho con chó ăn khô ấy thì chúng ta có thể cho ăn như này, hoặc chúng ta có thể cho ăn khô 100% ok mọi người nhé, chứ không cần phải cho một tí nước vào luôn. Mình cho nước vào này là gì, để cho nó đỡ bị khô, nó đỡ bị rát và nó tiện để đảo cái bột chibi này. Messi ơi, Yumi, Mi ra ghế này này, ra đây, không phải lâu với nhau nữa. Hải, đây này, Messi thì đợt này đang cho một thìa này. Đợt này Siro cho thìa vơi thôi, Villa cũng cho thìa vơi. Đây là phần của Yumi. Đó, đây này, khi mà cho vào này đảo thì nó sẽ bám luôn, đó là để tiện đảo, chứ còn người ta thì nó cũng không phải ở một cái nơi khác cả. Mi ơi, Mi, hai cái quả kia nó liền giống như nên là nó ổn ào. Ok, thì là đây, Siro ra đây, Siro, đây, Siro ra. Cứ làm đi, cứ làm đấy. Con Yumi, con Messi có ăn không? Messi ra đây. Đây của Messi đây, của Yumi đây, Messi đây, Yumi, Messi. Ok. Đó. Lên cơn lên giống là nó gì. Ok, Pila đi. Messi ra. Ăn xong rồi chơi bài gì chưa? Messi, phần của Messi đâu? Đây, quay mông lại. Được rồi, chết được. Con Yumi ăn đi. Mi ăn đi. Pila ăn đi. Pila ăn phần của Pila đi. Ok. Đó, thì mọi người thấy là chúng nó vẫn ăn hoàn toàn bình thường, chả có cái vấn đề gì cả. Và đây là cái lượng ăn cho một con chó với cái hạt này là mình cho là một ngày là lượng ăn cho một con 40 cân là nó khoảng tầm 4 lạng 2, 4 lạng 3 gì đó. Đó, cái hạt này khi mà không ngâm thì nó chỉ có từng này thôi, khoảng 1/3 bát thôi, có thể 1/3, 1/4 gì đó một cái bát to này, nhưng nếu mà cái hạt này nó ngâm ra thì nó sẽ là một nửa bát, ngâm nở ra thì nó sẽ ra nhiều. Đó, Pila ăn đi. Mình thường cho chúng nó ăn là ăn ngâm, cho nên khi ăn đấy mọi người sẽ thấy cái tình trạng là nó ăn vội một phát là nó sẽ kiểu như là nó bị cọ cổ, nó hục hặc đó, chứ không phải là cái hạt không ăn khô được nhá, hoàn toàn ăn khô luôn, trực tiếp luôn được, thậm chí không cho một tí nước vào, ăn bình thường luôn. Mà rất nhiều con nó thích ăn theo cái kiểu như vậy, bởi vì ăn kiểu như vậy nó giòn,
Và ăn như thế thì nó mà con nào mà nó ăn hơi vội một chút, khi mà chúng ta ăn cho ăn theo cái kiểu như trong bát như này thì thường là chúng nó sẽ có cái tình trạng là ăn nó hụt hạc, bởi vì là cái hạc đấy nó cọ vào cái cổ họng, nó làm bị rát cổ và nó có thể rơi vãi. Đó, pila xong rồi. Còn Yumi có ăn không? Yumi không ăn thì cho pila nhé. Yumi hôm nay được ăn trước rồi, pila ra đây. Pila. Phần của pila cho thêm pila ra, phần pila đó, bát pila đó. Đây. Thêm một chút đấy, pila này. Còn Siro. Đây. Yumi, merci. Cho thêm tí. Còn đợt này thì nhà đang hơi nền nhà hơi nhiều lông, bởi vì là con Siro nó đang thay lông. Mỗi một đợt có con nào đang con nào nó thay lông này, Siro này, Siro đang ở trên màn hình đó, Siro đang thay lông. Mỗi một đợt có con thay lông là nhà nó sẽ gì ngay. Đó mọi người nhìn. Khi mà cho ăn ấy như thế cái bữa ăn nó nhanh lắm mọi người. Khi mà mọi người cho ăn đúng cái lượng, đủ lượng thì con chó nó ăn thì cái bữa nó nhanh lắm. Để mọi người nhìn nhé, đây này, sẽ vét hết luôn này. Đó, cái phần ăn của chúng nó giải quyết rất là nhanh. Này, siro này, ra liếm luôn này, bát không còn, còn dính nước. Đúng rồi. Ok, để ra đây chúng ta liếm thêm. Thôi hai con kia chả phải còn lên giấc lâu đùa đối ba thôi bạn Siro lên ghế ngỏ, hai nó lên ghế, còn Siro nó lên, Siro lên lên mỗi đứa một đi. Siro lên rồi, ok, ngồi xuống để cho hai con kia nó lô kệ cho nó đi. Chúng ta ngồi đây chúng ta quay đoạn video chào khán giả. Đó, thì mọi người mà ai mà còn thắc mắc về cái việc là cho chó ăn hạt như nào nhá, thì lần này mình nhắc lại một lần nữa ở trong cái video này là gì? Chúng ta có thể cho ăn hạt khô hoặc là chúng ta có thể cho ăn hạt ngâm, tùy mọi người. Nếu mọi người muốn cho con chó ấy, mà nó ăn hạt đảo với cơm hay là đảo với một cái đồ mềm thì mọi người nên ngâm cái hạt cho nó mềm ra. Còn khi mà mọi người muốn cho con chó ăn theo kiểu là vừa ăn vừa chơi vừa huấn luyện thì mọi người dùng luôn hạt khô thôi, từng hạt một đó. Còn khi mọi người cho ăn ở trong bát ấy, thì mọi người nên cho một tí nước vào. Thôi hai con kia, con Yumi đi xuống dưới đi. Mi đi xuống dưới, anh đang quay đi, đang quay video đó. Ồn à? Đó thì trong cái trường hợp mà nếu mà cho ăn ở trong bát thì mọi người nên cho một chút nước vào. Còn nếu mà như bình thường mà mình cho ăn là mình thường ngâm ra, mình ngâm cho nó nở ra, rồi mình cho nó ăn để cái hạt nó mềm này, để đảm bảo nhất là cái mùa đông này. Với hiện tại bây giờ là như ở miền Bắc thì nó bắt đầu vào thu đông, vào cái khí hậu là cái thời tiết nó mát mẻ một chút, con chó nó sẽ lười uống nước đó mọi người. Thì nếu mà mọi người cho ăn hạt thì mọi người nên ngâm, nên ngâm để làm gì, để con chó luôn đảm bảo con chó nó sẽ đủ cái lượng nước vào cơ thể cần tiêu hóa, bởi vì cái hạt nó đã nở bung hết ra rồi, nó hút nhiều nước lắm rồi mọi người, là có thể là sau mọi người cho nó ăn theo kiểu đấy mọi người sẽ thấy nó rất là ít uống nước, nó đã đủ rồi. Ok, xin chào mọi người, Pila và Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Ai mà cần mua cám thì liên hệ với số điện thoại của trại 0981115000 hoặc là một cái số điện thoại có Zalo khác nữa là 0901008234. Trong cái trường hợp mà mọi người liên hệ không được thì gọi, tức là gọi mình không nghe máy hoặc là gọi không liên lạc được trong cái lúc mà máy mình đang bận thì có thể mọi người gọi sẽ không liên lạc được, thì mọi người để lại tin nhắn nhá.
Bất kỳ ai mà để lại tin nhắn thì mình sẽ gọi lại cho mọi người. Còn sẽ có rất nhiều số gọi đến mà mình sẽ không gọi lại được, bởi vì cái thời gian nó có hạn. Mà có rất nhiều người là gọi đến hỏi những cái việc rất là không đâu, cho nên là các cái số gọi mà không để lại tin nhắn thì thường là ít khi mình gọi lại. Đó là cái đó là mọi người thông cảm, bởi vì là rất nhiều người hỏi những cái việc không đâu mà mình gọi lại như thế mình không có thời gian. Chứ nếu mà mình biết mà ai cần hỏi cái gì liên quan chăm sóc chó hay các sản phẩm chăm sóc chó hay là cám hay là này kia thì mình sẽ gọi lại, nhưng bởi vì mình không biết cho nên nếu mà cái số điện thoại mà không để lại tin nhắn thì mình sẽ không biết. Thì mọi người lưu ý là trong cái trường hợp mà gọi cho mình mà không được, có thể là không nghe máy hoặc có thể không liên lạc được, không liên lạc được trong cái lúc mà máy mình đang bận nó sẽ không liên lạc được, thì mọi người để lại tin nhắn nhé. Đó, mọi người thấy khôn không? Nói thế là nó biết là kết thúc video này. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.